Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Đuổi theo tên trộm xe máy, cô gái bị ngã văng ra đường đầy đau đớn. Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng trộm xe máy rồi kéo lê một cô gái khi bị phát hiện. Sự việc xảy ra tại một quán bán đồ ăn nhanh trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của quán ăn này ghi lại nạn nhân bị mất xe là chị d h 19 tuổi, quê tỉnh Long An. Theo đoạn clip ghi lại, hai thanh niên đi xe máy cùng nhau, một người đi đến tiếp cận chiếc xe máy của cô gái để bẻ khóa, dắt xe ra ngoài nổ máy, một người đứng bên ngoài cảnh giác. Sau khi tiếp cận chiếc xe máy, nam thanh niên đã bẻ khóa thành công và dắt xe ra ngoài đường, chuẩn bị nổ máy rời đi. Đúng lúc này, cô gái đứng gần đó phát hiện lao ra, bám vào xe để giành lại chiếc xe máy. Tuy nhiên, do sức yếu, Cô gái đã bị kẻ trộm đá vào người, ngã lăn ra đường, trầy xước khắp người. Trao đổi với phóng viên chị Hát cho hay, chiếc xe mua 25 triệu đồng và mới trả góp được 2 tháng thì bị mất. Sau vụ việc, chị Hát đã trình báo cơ quan công an. Hiện công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 đã tiếp nhận trình báo của nạn nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.